Xin chào quý nhà đầu tư. Trong clip hôm nay tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn chủ đề nhận diện doanh nghiệp rủi ro. Thực tế cho thấy ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam có rất nhiều các cái cạm bẫy mà nhà đầu tư mắc phải. Có rất nhiều các cái cổ phiếu họ mua vào dưới giá 20, 30, 40, thậm chí 50. Sau một thời gian nó về đến 1.000, 2.000 đồng. Và AZFIN chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi, rất nhiều các cái thắc mắc của quý vị và các bạn, đó là làm thế nào để nhận diện ra được các doanh nghiệp rủi ro này để chúng ta có thể tránh được những doanh nghiệp này. Bởi vì khi chúng ta tránh được các doanh nghiệp xấu này cũng đã mang lại cái hiệu quả cao cho đầu tư chứng khoán rồi. Thì lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2000 đến nay thì sau hơn 19 năm phát triển, cái tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 12,7% một năm, tức là điểm số lúc thành lập năm 2000 là 100 điểm thì đến nay là khoảng 980 điểm. Thì đúng là khi chúng tôi căn ra thì là lợi suất khoảng 12,8% một năm. Như vậy, chúng ta chỉ cần loại bỏ được các cái doanh nghiệp rủi ro, doanh nghiệp xấu là lợi nhuận của chúng ta cũng đã hơn được cái mức 12,8%, tức là một mức rất là cao đấy ạ, rất là cao. Thì sau đây thì nội dung chi tiết thì chúng tôi xin được đưa vào như sau. Thứ nhất, đó là đặc điểm chung của các cái doanh nghiệp rủi ro bán giấy này là như thế nào. Chúng ta cần phải hiểu được các cái đặc điểm chung của đó. Thứ hai là chúng ta đi sâu vào hơn, đó là đánh giá cái cơ cấu tài sản và nguồn vốn nó không phù hợp thì nó sẽ rủi ro. Và thứ ba là cái cơ cấu doanh thu và lợi nhuận nó không vững chắc thì cũng sẽ rất là rủi ro. Và thứ tư là cơ cấu dòng tiền kém chất lượng. Báo cáo thường niên thì lại đưa ra những cái bằng chứng tố cáo doanh nghiệp thì rõ ràng đấy là những cái rủi ro rất lớn. Và thứ năm là kết luận đưa ra cái chủ đề tiếp theo để AZFIN trao đổi với quý vị và các bạn. Trước tiên là về đặc điểm chung của các doanh nghiệp rủi ro bán giấy ở trên báo cáo tài chính như thế nào thì tôi xin đưa ra như sau. Thứ nhất là mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đều được phản ánh trong báo cáo tài chính thông qua tối thiểu hai khoản mục. Ví dụ họ phát hành tăng vốn, nếu thu được tiền thì tiền sẽ tăng và vốn chủ sở hữu đồng thời cũng tăng đó. Nhưng mà đối với những doanh nghiệp bán giấy chẳng hạn thì họ không có được tiền đâu ạ. Bởi vậy họ sẽ biến đổi cái khoản tiền này thành các cái khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định vô hình. Thứ hai, đó là việc làm giả, làm ảo báo cáo tài chính thì sẽ rất khó, nó sẽ để lại đuôi. Do đó cái việc nhận diện thì lại rất đơn giản và dễ dàng nếu chúng ta chỉ cần chịu khó quan sát tinh tế một chút là nhận diện hết được các cái doanh nghiệp ảo này. Thứ ba là chúng ta cần phải áp dụng cái nguyên tắc phù hợp xuyên suốt thì sẽ chỉ ra được các cái doanh nghiệp rủi ro, vạch mặt được các cái doanh nghiệp lừa đảo bán giấy và loại bỏ được các cái doanh nghiệp kinh doanh kém đang đi xuống. Và tiếp theo chúng ta sẽ vào việc đánh giá cơ cấu tài sản và nguồn vốn, nếu nó không phù hợp thì nó sẽ có những cái rủi ro rất là cao. Như trường hợp ở đây chúng tôi đưa ra đây chính là cái công ty FLC đây. Vì sao giá nó cứ lẹt đẹt 3-4? Nó lên sàn được gần 10 năm rồi mà cuối cùng giá bây giờ lại 3-4. Thì cũng như kiểu chúng ta hay trao đổi với nhau, ra trường lương nó đã 10 triệu rồi, thế mà 7-8 năm sau, 10 năm sau lương về 4 triệu thì thể hiện luôn được là cái doanh nghiệp này như thế nào. Tuy nhiên không phải ai cũng nhìn ra được những cái rủi ro và những cái hạn chế trong báo cáo tài chính của công ty này. Thì cơ cấu tài sản không phù hợp với ngành nghề kinh doanh ở trường hợp của FLC. FLC là một cái doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, phát triển bất động sản với rất nhiều các dự án bất động sản mà quý vị có thể nhìn thấy. Thì như vậy rằng cơ cấu tài sản của nó như thế nào là hợp lý? Thông thường đối với công ty phát triển bất động sản thì hàng tồn kho luôn luôn là cái khoản mục trọng yếu và lớn nhất trong cái tài sản ngắn hạn. Bởi vì các doanh nghiệp phát triển bất động sản này quan trọng nhất đó là các cái quỹ đất để họ có thể xây dựng, mà quỹ đất thì nằm vào hàng tồn kho. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng quý 2 2019 tài sản ngắn hạn của công ty này lên đến 18.048 tỷ thì hàng tồn kho chỉ có 1.599 tỷ, 1.600 tỷ mà thôi, chưa chiếm đến 10%. Quý vị có thể so sánh doanh nghiệp này với các cái doanh nghiệp bất động sản khác để nhận thấy cái sự khác biệt này, như là Khang Điền, Nam Long, DG, HDC, Vinhome và rất nhiều các cái doanh nghiệp khác. Cái điều chú ý nhất trong cái tài sản ngắn hạn này đó chính là khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn của công ty. Đây ạ, chúng ta có thể thấy nó luôn chiếm khoảng độ 80% tài sản của công ty ạ.
khoảng 80% tài sản của công ty. Như chúng tôi hay thường nói chuyện vui, nhà tôi có 100 con vịt thì có 80 con nó đang bay trên trời kia kìa. Thì đây là những khoản vô cùng rủi ro, và đặc biệt trong trường hợp một công ty bất động sản thì nó rất là không phù hợp. Đặc biệt FLC có ghi nhận một năm doanh thu đâu đó khoảng độ 4-5 ngàn tỷ, như vậy mà khoản thuế thu nó lên đến gần 15 ngàn tỷ. Thì quý vị và các bạn có thể thấy cái sự bất hợp lý và cái sự rủi ro nó nằm ở đây. Do đó giá cổ phiếu FLC nó thấp cũng là một điều vô cùng dễ hiểu. Hay là ví dụ như con KLF, con của FLC cái giá đang là 1-2, nó cũng vô cùng dễ hiểu bởi vì các khoản phải thu nó quá lớn đi. Thì cái trường hợp về đầu tiên là chúng ta xem cái cơ cấu và tài sản nguồn vốn có phù hợp hay không. Nếu không phù hợp là rủi ro xuất hiện ở trong này rất là cao. Tiếp theo, về cái cơ cấu tài sản và nguồn vốn không phù hợp, chúng ta xét đến cái việc là không phù hợp liên quan đến nguồn vốn. Thì như ở trường hợp doanh nghiệp này, đây là công ty thủy sản Hùng Vương. Chúng ta có thể thấy đây là năm 2015, 16, 17, 18. Vốn chủ sở hữu của công ty đấy ạ. Năm 2015 3.300 tỷ. Nhưng mà đến năm 2018 còn 2.143 tỷ thôi. Theo quý vị và các bạn, vì sao nó lại giảm như thế? Đó chính là doanh nghiệp này làm ăn thua lỗ. Trong khi nợ thì sao ạ? Đây ạ, nợ phải trả đây ạ. Nó rất là cao, nó gấp tối thiểu hơn 3 lần so với tài sản. Thì như vậy nó vô cùng rủi ro. Bạn hãy thử tưởng tượng bạn có 1 tỷ và vay 3 tỷ đi bạn để bạn đầu tư kinh doanh, thì điều đó nó rủi ro cao như thế nào. Đặc biệt là với một cái doanh nghiệp thủy sản như Hùng Vương, làm việc cho một cái ngành nghề rất rủi ro, ngành nông nghiệp, ngành thủy sản. Đó. Và thực tế cho thấy khi Hùng Vương không được xuất khẩu vào các thị trường lớn, làm ùn ứ hàng và lợi nhuận họ không có, thì khi đó cái áp lực trả lãi và nợ vay vô cùng lớn, và cái nguy cơ phá sản là có thể xảy ra trong cái thời gian tới. Đó, trên đây là đánh giá về cái tính phù hợp của nguồn vốn của công ty. Đó, thì đây ạ, nguồn vốn vay rủi ro cao. Đấy, nợ vay trên vốn chủ sở hữu rất lớn ạ. Và đặc biệt có những cái trường hợp đối với những cái, có những cái doanh nghiệp không hề mở rộng mà cái nợ vay lại liên tục tăng, thì điều này lại cho thấy càng rủi ro hơn. Bởi vì các cái doanh nghiệp không mở rộng mà lại tăng nợ vay chỉ có thể giải thích rằng họ làm ăn kinh doanh chính không mang lại tiền và họ phải đi vay nợ để bù đắp vào điều đó. Thì trường hợp này có cổ phiếu Hòa Bình là một ví dụ, do đó là nó đã giảm một mạch từ giá 40 về khoảng 10 quanh đây, cho dù đây là một doanh nghiệp về xây dựng lớn thứ hai ở Việt Nam chỉ sau Cotecon vậy thôi. Tiếp theo, chúng ta cần đánh giá cơ cấu doanh thu và lợi nhuận có bền vững không. Nếu không bền vững thì chắc chắn là xuất hiện những cái dấu hiệu rủi ro. Thì cụ thể nhất là chúng ta xem xét cái doanh thu tài chính nếu mà lớn quá thường xuyên mà lại không phải là một hoạt động kinh doanh chính của công ty thì sẽ rất rủi ro. Còn ví dụ như những cái doanh nghiệp có cái hoạt động đầu tư tài chính rất mạnh thì doanh thu từ hoạt động tài chính của họ lớn là một điều hết sức bình thường. Ví dụ như là RE chẳng hạn, thì đây là một cái công ty chuyên đầu tư tài chính vào các cái doanh nghiệp điện, nước, tiện ích. Đó, do đó là cái điều đó rất phù hợp. Còn trường hợp ở đây tôi đưa ra ví dụ đó là FLC. Đó, chúng ta có thể thấy lợi nhuận gộp của công ty như năm 2015 có 664 tỷ thôi, nhưng mà doanh thu tài chính cũng 682 tỷ. Và khi chúng tôi soi báo cáo tài chính, chúng tôi đánh giá báo cáo tài chính thì thấy rằng 682 tỷ này chủ yếu đến từ việc công ty này kinh doanh chứng khoán, kinh doanh chứng khoán, đầu tư chứng khoán. Thì điều này có thể chấp nhận được không ạ? Cùng kỳ thì SSI là một công ty tự doanh lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không có được cái lợi nhuận này. Thì suy ra chúng ta có thể thấy rằng đây là một điều vô cùng là rủi ro và tiềm ẩn cái sự có thể là không minh bạch ở đây. Ngoài ra, cho dù là công ty này có lợi nhuận từ đầu tư tài chính thật đi chăng nữa, liệu nó có bền vững không? Liệu nó có mãi đạt được những cái sự may mắn đó không? Chắc chắn câu trả lời ở đây là không rồi. Bởi vậy, thế cho nên là những cái doanh nghiệp có doanh thu tài chính rất lớn và qua các năm này rất có thể là tiềm ẩn rủi ro vô cùng lớn ở đây. Vô cùng lớn ở đây. Thì chúng ta có thể thấy lợi nhuận sau thuế của công ty 2015 là 902 tỷ. Nếu mà không có doanh thu tài chính lớn như này thì nó rất nhỏ. Hay là các cái năm sau cũng thế, hay là năm 2018 chẳng hạn.
Đó, 2017-18 đây lợi nhuận có 370 và 460 tỷ. Nếu mà không có khoản doanh thu tài chính lớn này thì làm sao mà công ty có lợi nhuận được? Đó, thì đây là một trong những cái dấu hiệu rất rủi ro. Quý vị và các bạn cũng có thể xem trường hợp của Điện Quang. Nó cũng như vậy. Đó, cũng rất rủi ro. Doanh thu qua các năm là đi ngang và có tăng trưởng một chút, nhưng mà lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty này giảm dần này. Đây là dấu hiệu của những doanh nghiệp đang đi xuống. Trong khi doanh thu tài chính của nó năm 2015-16 rất cao, nhưng 2017-18 bị giảm đây. Rất nhiều người không để ý đến cái vấn đề doanh thu tài chính lớn này mà chỉ nhìn con số lợi nhuận cuối cùng đây. Và mua cổ phiếu Điện Quang này với giá rất cao lên đến 70.000. Đó, và cuối cùng họ đã phải thua lỗ rất lớn khi hiện nay cổ phiếu Điện Quang chỉ còn có hơn 20.000 mà thôi. Đó, và nguyên nhân doanh thu tài chính của công ty này là đến từ việc Điện Quang bán sản phẩm cho Cuba những năm trước, nhưng mà do Cuba chưa trả nợ được, thành ra họ ghi dự phòng vào đấy. Và sau này khi Cuba dần dần trả nợ dần từng năm thì công ty ghi được vào doanh thu từ hoạt động tài chính rất lớn. Tuy nhiên chúng tôi xem xét thì thấy rằng cái doanh thu tài chính này nó chỉ tồn tại đến năm 2016 mà thôi, và sau đó nó không còn nữa. Chính vì thế cho nên doanh thu tài chính nó đã giảm từ 144 tỷ xuống còn có 56 tỷ thôi. Bởi vậy lợi nhuận dòng của công ty cũng sụt giảm từ 200 xuống còn 110 tỷ đấy ạ. Và năm 2018 còn có 90 tỷ. Như ở trường hợp Điện Quang này thì nó dính cả hai vấn đề luôn. Một là lợi nhuận gộp suy giảm rất mạnh. Đó. Hai là doanh thu hoạt động tài chính không bền vững. Và cuối cùng rút ra kết cục là lợi nhuận sau thuế giảm vô cùng mạnh. Và tất nhiên cổ phiếu cũng sẽ phản ánh điều này. Để có thể nhận diện được mọi doanh nghiệp rủi ro và làm ảo, ngoài việc đọc và nghiên cứu báo cáo tài chính ở bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, thì chúng ta cần phải có một sự kết hợp đặc biệt giữa báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo thường niên. Thì đây là cái lưới lọc cuối cùng để vạch mặt mọi doanh nghiệp rủi ro ở trên sàn. Thì những cái chủ đề này chúng tôi thường trao đổi đến rất nhiều trong các cái lớp học phân tích đầu tư chứng khoán chuyên sâu mà AZFIN tổ chức mỗi tháng một lần. Thì ngay cả những cái doanh nghiệp có cân đối kế toán ít sơ hở, kết quả kinh doanh có vẻ tốt, nhưng dòng tiền sẽ tạo ra những cái sơ hở nếu nó làm ảo, làm. Rồi là báo cáo thường niên sẽ phơi bày hết những rủi ro mà doanh nghiệp đang có rất dễ. Và như tôi trao đổi ở lớp phân tích chuyên sâu, thì trên đây là nội dung của cái buổi trình bày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.